Ngày 29 tháng 12, ông Nguyễn Quỳnh, Quỳnh Thiện, Phó Chủ tịch Quỹ Ban Nhân dân tỉnh Trà Vinh đến thăm chúc Tết các chuyên nghiệp trên địa bàn huyện Châu Thành, Tiểu Cần và Trà Cú. Cụ thể, Phó Chủ tịch Quỹ Ban Nhân dân tỉnh Nguyễn Quỳnh Thiện đã đến thăm và chúc Tết công ty trách nhiệm hữu hạn thương mại và sản xuất Bảo Tiên, công ty trách nhiệm hữu hạn bột thành viên Best May Việt Nam, công ty trách nhiệm hữu hạn chị Gia Mỹ Phong, phân xưởng Hiếu Tử, huyện Tiểu Cần và phân xưởng Sa Thanh Sơn, huyện Trà Cú. Báo cáo với Phó Chủ tịch Ủy ban nhân dân tỉnh, lãnh đạo các doanh nghiệp cho biết, sau 2 năm bị ảnh hưởng bởi dịch bệnh COVID-19, tình hình sản xuất kinh doanh, lợi nhuận, xuất khẩu của các công ty cơ bản đạt theo kế hoạch đề ra. Qua đó tạo việc làm, thu nhập ổn định cho hàng chục ngàn lao động trong tỉnh. Ngoài ra, các chế độ chính sách của công dân, người lao động cũng được công ty đặc biệt quan tâm. Theo kế hoạch, dịp Tết Nguyên đáng Quý Bảo 2023 này, các công ty sẽ thưởng cho công dân ít nhất một tháng lương kèm với quà Tết trao đổi với đại diện các công ty, phó chủ tịch quỹ ban nhân dân tỉnh Nguyễn Quỳnh Thiện mong rằng các doanh nghiệp tiếp tục nỗ lực vượt khó, có chịu chính sách để cải thiện chất lượng môi trường lao động, nâng cao thu nhập cho người lao động. dịp này, phó chủ tịch quỹ ban nhân dân tỉnh Nguyễn Quỳnh Thiện tặng quà và chúc các doanh nghiệp cùng tập thể người lao động đón năm mới quý mão 2023 vui tươi hạnh phúc.